Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tin Mới Online. Sau đây là nội dung chi tiết. Con gái 6 tháng tuổi chưa biết bò đã đốt cháy giai đoạn, làm được điều kỳ diệu khiến bố mẹ sốc lên sốc xuống. Mới chỉ 6 tháng tuổi nhưng bé gái người Anh đã làm được điều kỳ diệu hiếm thấy, vượt qua các bạn cùng trang lứa. Sinh con ra, ông bà bố mẹ nào cũng mong con hay ăn trong lớn, ít đau ốm và phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất đối với họ là khi con lần đầu tiên nhìn thấy em bé của mình biết mỉm cười, biết lẫy, biết bò và rồi là chập chững những bước đi đầu đời. Tất cả các cột mốc đó đều vô cùng quan trọng và chỉ có thời điểm nhất định, chẳng hạn như độ tuổi trung bình các bé biết đi là khoảng 1 tuổi. Thế nhưng mới đây, một bé gái ở Anh đã khiến bố mẹ vô cùng choáng váng vì mới chỉ 6 tháng tuổi, bé đã biết đi. Anh chị Gray và Ryan đều 29 tuổi, đến từ Colchester, hạt Essex Anh, đã sốc nặng khi con gái Ferida Minster, hiện 7 tháng tuổi của họ, đã chập chững biết đi từ lúc 6 tháng tuổi, mặc dù cô bé còn chưa biết bò. Đó là vào ngày 25 tháng 3, chị Gracie ở nhà chơi với con thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy con gái nhỏ tự mình bước đi mà không cần bám vào bất cứ vật gì, mặc dù những bước đi ấy còn vụng về loạn choạng. Chị Gracie cho biết, từ khi 4 tháng tuổi, Freya đã bắt đầu tập đứng bằng cách bám vào ngón tay của bố mẹ. Chúng tôi cứ nghĩ con muốn tập đi, nhưng phải đến khi con bé 6 tháng tuổi, nó mới thực hiện những bước đi đầu tiên. Nói về khoảnh khắc Freya bước những bước đầu tiên, Gracie tiết lộ khuôn mặt của bé khi đó thật khó tả nhưng vô cùng đáng nhớ. Con bé có nụ cười thật đặc biệt, Gian và tôi không thể tin được. Lúc đầu, tôi nghĩ đó chỉ là một khoảnh khắc nhất thời, nhưng sau đó khi con bé tiếp tục đi bộ vài bước, chúng tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Freya đã hoàn toàn bỏ qua giai đoạn tập bò, cứ thế con bé đứng lên và đi. Cũng chính vì điều đó mà vợ chồng Gracie cũng trở nên vất vả hơn khi trông con, bởi cô bé rất nhanh nhẹn và hiếu động. Gracie kể, trước đây chúng tôi có sắm cho con một chiếc xe tập đi, nhưng nó quá cao, khiến chân con thậm chí còn không chạm đất, nên chúng tôi tạm cất đi. Giờ con bé tự biết đi mà không cần xe. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia của Anh NHS, một em bé có thể tự ngồi dậy sau 6 tháng và bắt đầu tập đi ở độ tuổi từ 9 đến 12 tháng. Tuy nhiên, cô bé Freya đã làm nên kỳ tích khi biết đi ở tháng thứ 6. Gracie nói thêm, Freya luôn là một đứa trẻ năng động và cực mạnh mẽ vì dù chỉ nặng có gần 6 kg. Lúc 4 tháng rưỡi, con bé đã có thể tự mình ngồi dậy. Khi mới 10 tuần tuổi, con đã lăn từ cũi xuống giường. Ai mà biết được con bé sẽ làm gì tiếp theo. Freya giờ đã 7 tháng và chúng tôi không nghi ngờ gì về việc con mình sẽ tiếp tục phá vỡ các cột mốc của mình. Không chỉ vợ chồng Gracie mà cả bạn bè và gia đình của họ cũng không thể tin được. Mọi người đã rất ngạc nhiên khi con bé bước đi. Khuôn mặt đầy quyết tâm và có lúc mỉm cười rạng rỡ của con khiến mọi người thích thú, Gracie cho biết. Các bạn nhớ đăng ký kênh Tin Mới Online để cập nhật những tin tức mới nhất.